này. Nào ngạn tục liên tiếp luôn. Thấy nó hay cỡ đó không? Đụng mình nãy lãng quên kia. Mày con lịch tay bợ trọng ấy, không có nhỏ đâu. Nó kìa, dính, chết vô năm mà chết trong năm, không đâu qua tiếp dính mọi người. Được không? Ồ. Chừng con, có chừng con đó nha. Chỗ cái gì đó nè. Ai khó học quá. Chảo canh chua đã sôi nha mọi người ơi, anh hai chở. Quả trời ơi, lực này. Chở không nổi luôn. Thử nó ngon cả nào. Ngon bằng là vợ nấu luôn. Thật vợ chịu không nổi luôn. Này bộ đủ gia vị luôn, ở giữa cánh đồng mà đủ gia vị luôn. Sao? Quả trời ngon, thử coi. Nước trước là nó ngon, rồi cái đó mới ngon. Quá trời, cực kỳ ngon trời. Xin chào mọi người, bữa nay mấy anh em đi thục lịch tiếp tục, bữa nay là ngày thứ ba thứ tư rồi. Mấy anh em chào mọi người đi. Chào cả nhà. Bữa nay tập trung đi thục tiếp mà mọi người làm cái chiêu cũ. Bây giờ miếng này thục có khoảng ngày hai ngày nữa là xong rồi. 19 cống sạch. Bắt luôn con đó ăn tôm thầy. Rồi mấy anh đi thục đất xả ra. Anh hai nói đất đã cô thai đã thương. Anh nói là 2 năm rồi mới xả ra một lần. Bây giờ có cơ hội là cứ quay ba cách bắt lạch ở dù bằng đảo miền Tây nha. Miền Tây mấy anh em là thục lịch như vậy là nhiều lịch lắm mọi người. Nhưng mà cũng tùy theo miếng mọi người, nhà miếng cũng không có lịch. Miếng lịch ít xíu à. Có anh hai ảnh ứ anh nuôi tôm á. Là 2 năm rồi ảnh không có cải tạo đầm. Bây giờ ảnh xả ra đang cải tạo đầm là cũng như là quay lại để dĩa cá tạp đó mọi người. Tạp như cá bạc đầu, cá lâm nhâm, cá phi, cá gì các loại. Để cho nó chết bớt, thả con bót vô chứ đừng có hao hụt. Bữa nay mấy anh này mà bắt đầu tiếp tục. Hình như được bị lắp than vậy anh ơi. Bị lắp than chứ không phải ít than. Nãy giờ mấy anh em chưa bắt được con nào chứ mọi người. Gió quá rồi che bớt mọi người. Chứ thôi nghe hù luôn. Rồi năm không có gặp hàng cặp bên với anh mà bính trên đường luôn. Ba người chạy không biết chứ đâu. Gió quá rồi mình vừa quay vừa che gió đừng cho bị hù. Chứ thôi gió quá trời gần cái khi mà bắt lên á cái làm quéo người cũng thông cảm à. Này bảo anh năm không dính con nhỏ à. dính. Còn mà bính với anh hai thương chưa dính. Xịn ghê mọi người, đi nửa quyển cứ ngắt luôn, đụng cái gì? Dính này dính thôi, con bánh đụng, con bánh đụng à. Trời ơi, con lạch bự à. Bự rồi, chụp ba lửa luôn nè. Nó nằm lộn đó, nói chung nó trẻ ta hết ra ngoài luôn chứ đâu có nằm trong hang. Bánh trục bánh là trẻ. Mới lỡ mình gầm tạp cái hang xì lên ba anh tạp tiếp. Ôi dính đâu? Ồ, hôm qua tới anh bảo luôn trời. Qua tới bên anh này thương. Ba người chặn là không đụng người này đụng người kia.
thế nào cũng dính à. Rồi chặn tiếp tục luôn, không biết dính không, chỗ này xịn lẹo quá, bóng bóng không người đó, xịn bóng bóng dữ lắm. Hình xui, hình xui, trời trời trời, thuộc cặp bánh tay không phải dễ ăn đâu, không gà mấy anh em thuộc liên tục luôn, liên tục luôn 3-4 ngày liền. Lâu lâu có cơ hội cái thục là thục không ạ, cái thục của giáp cái miếng này rồi là hết, hết chỗ nào để có lịch để thục này, tại vì nước mênh mông mò hang chua lắm, nhưng cái mẫu này mò làm kiếm hang cũng hơi mệt, là xả ra đi cái sạch nước lên lội hang mình biết hang đâu 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 cái hang chà... đủ cái hang đủ mẹ cái hang cho bá lửa thục lịch kìa. Ông đó ông lợi nhà bác ông chơi gì đó nang nó ăn đồng loại không ta? Không. Trời ơi, ông này ông lợi nhà bác chú ông chơi. Ngon ăn đủ thấy ngon. Kiếm đi già ơi. Ờ năm mính rồi, anh ba mính anh đụng rồi mà. Chạy đường nào? Chuẩn chạy vô trong không á. Vô đít á. Rút rồi đó. Rút rồi đó hả? Rút rồi. Thương lại tiếp. Nhưng khi mò ở dưới vô sâu quá nằm trên đó nha. Hết xui nha. Sao quậy hồi xanh nó dung lên luôn. Xanh con nhận xanh dữ đi. Uống cái bình đó mình không biết uống đi đâu. À, đụng cái đuôi mình theo được. Rồi xong luôn quá. Thật phục hồi cũng dính à. Mày hồi cũng dính à. Hai người. Mò không dính luôn rồi. Xin nhão quá. Thục cái bà đụng cái ta hay đụng cái giò nãy. Hay dính cái ta. Rồi nằm dính là nằm dính là dính. Đồ hô con bự quá. Rồi tự giờ đục sợi thục lao gao dính hoài luôn. Ô năm con là chàng khe luôn. Nãy giờ đụng liên tiếp luôn rồi. Rồi nè bắt dính con, lát này kia bắt dính con, tự giờ cũng bộn dữ rồi nha. Xa xa con chứ ok đúng không? Hôm nay gió nổi lực quá. Hai dính à? Dính con cá bóng bóng trăng. Anh ba anh qua anh tiếp anh hai mà anh đi dọc đường đạp anh lên là thế gì? Dính không dính đâu? Hay quá dính luôn. Cái có đỡ không không? Giờ đi qua tiếp anh hai bên đây là đạp lịch luôn mọi người. Nè cái hang nằm bên đây à. Đó. Nước này cũng hơi sắp sắp khó thấy. Mình sẽ đi nhẹ nhẹ coi mọi người theo dõi hai anh bắt con lịch này nha. Quay giờ là liên tục luôn nha. Quay liên tục có cái cách bắt mấy anh lò mọ thục như thế nào nè. Đó đó. Ông nào cũng nín thở cho mọi người. Đụng đầu đó hả? Nó thục giáp với nhau luôn rồi, lạnh nó em ngu luôn. Đất xanh mềm vậy lắm mọi người ơi. Mềm phải mà xanh nó hơi cứng cứng rồi, nó ít cái trẻ. Xanh mềm mà đủ rồi mà. Cái đuôi đó. Không. Nó cái đuôi trẻ quá nãy giờ nó có. Nó chặn hai tay ha rồi. Chứ nó trẻ ngoài á. Đụng luôn. Hả? Trẻ, trẻ rồi. Trẻ lên đất liền á. Sao rồi hay gì vậy, hai người chặn mọi người thấy chua chưa, chừng này em cho nó cứng nghe đụng cái vậy. Ờ không anh nằm dính bên đây luôn nè, phải được chi anh nằm dính luôn để quay cái chỗ kịch tính này nè. Quá nè em nặng tục liên tiếp luôn, thấy nó hay cỡ đó không, đụng mình đây lãng quên kia mày con lịch tay bợ trọng á, không có nhỏ đâu. Nè kia chết vô năm mà chết trong năm không đâu, qua tiếp dính mọi người.
Bữa không? Ồ. Chừng con, có chừng con đó nha. ba người siết. Ông hai thở hơi ra, thở hơi lên không? Rồi ông Năm đụng nữa, giờ rồi dính luôn. Hay quá, từ giờ ông Năm bắt dính liên tục luôn. Mới bắt dính con tiếp với hai với anh ba. Bây giờ dính con nữa, trước đó dính con nữa. Với cái lẩu đục đục cái này nè. Đây, 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 đây. Ông ba với ông hai thục bên kia. Dính nào? Nghe cái lỗ giò tôi nó xịt luôn lúc trước nhóc chưa? Bự không? Ui. Ủa thì ăn vàng lên chứ. Đó. Ui, cháy. Cháy luôn rồi. Đây là cái hang nào. Mình mới đạp cái hang xịt nước lên luôn. Đập bể hang luôn, năm lại ông tầm mà cái ra. Mình đi trước mình hay bị đập hang quá người. Đi sau thì quay sau quay tới không có quay được cái mặt. Đi trước thì đi lộ mọ là mọ hồi đạp cái hang rồi đó. Mà đạp cái hang bể hang vậy là khó thục lắm. Ông Năm cũng đang tầm cái hang này không biết được không đây. Chứ nãy giờ mình đi mình đạp cũng bộn. Mà nãy mình đạp mà hang ông thục cũng dính. Mà cái hang này hên xui. Chắc tiêu quá. Sao ông Năm? Nó bự lên tới trên này nào ông Năm à? Tôi lên tới đó đó. Cái hang mình mới đạp rồi ông Năm dính nè. Kéo. Ồ. Mò mò rồi dính rồi. Quá hay luôn. Ừ, bữa nay thịt ấy thục lệch bự hơn quá ha. Đẹp. Ừ, bữa nay nằm chỉ trúng. Ôi. Qua đó rồi chứ, đây không có. Ba với ông Năm, ông ba với ông hai gặp cái hang rồi. Ông Năm lại dính con mới lại thục tiếp luôn. Mà ba người chặn gì rồi. Ê, ê, rồi nó xỉ đây nè. Nè. Qua tay ông Phương nha. Nó ở đây nè, nè mọi người. Để nó xì nè, nó xì nước. Đây nè, cho cái này nè. Ôi, nó xì tới đây luôn. Nè, cái lỗ cho bá lửa nè. Ở đó nè, ở đó đi. Ngoài đó rồi đó. Hả? Ôi, bự quá không nhau. Ừ. Ở đó đó, ngoài đó đó. Ồ, ba người chặn mà không biết sao nè. Em đi, em đừng nắng đi. Đừng nung lại nó trẻ à. Khó ăn không rồi. Rồi. Ở đây. Rồi. Dạ, nằm dính rồi, nằm dính. Ồ. Thấy chưa? Một người thọc một người im ngu một đắng á. Chào chào đi ngang hốt. Hốt không dính là đi luôn. Anh Nam Phong hôm nay thọc hay quá. Ông dính từ tới giờ ông dính liên tiếp luôn. Con nào nó bự không. Bữa nay thọc cái mẫu này là cái sình nó hơi lầy quá người. Hơi lầy thì lịch bự nở nhiều mà nó lại khó thục. Bữa nay vô mánh rồi bị yêu diều. Đập một cái hàm mới vô rồi. Hai trên ba chặn. Hai người chặn nè. Có cái đuôi đó lại đó. Đó. Đụng. Thấy không? Hay quá. Vừa nè. Vừa đập đụng cái là hốt dính liền. Ờ, năm bánh dính rồi kìa. Ờ. Khúc đi. Lao gao làm gì hoài rồi. Là hồi là cút ký lô. Bây giờ cái ký mấy rồi đó. Anh đạp trúng hang lịch thì mà anh sợ hư hang thục dính luôn. Tại vì cái hang lịch đó nó đang ấy mà mình đạp có mắt hang đứt ngang trên giữa. Ông nào cũng gặp hang trên. Năm Phong cũng gặp hang luôn. Mình ở đây cũng gặp hang. Không đụng à? Bây giờ cũng khá à. Đó, con hai con là hồi vô ký. Bây giờ chắc hơn ký xa đó. Rồi đen hai gặp hang mới này vậy. Sình nó lầy mà nó nhão nhẹt luôn. Phải nó cứng nào. Quá trời chỗ này nó lầy luôn.
Đây đó, giờ anh Hai có khi nào anh Hai phơi nó cứng ngắc không? Phơi mới cứng mấy cái gò chứ cái lung này nó đâu cứng nổi. Lung này lúc nào nước cũng sâu chứ. Xả ra phải giật cái đi. Cái đồng mương với giật sâu xuống dưới nó mới khô chỗ này. Ba tắc đắc á hả? Ba tắc đắc á. Nếu mà quay thì khô thì cái gò thì nó tanh banh luôn. Anh Hai anh gặp cái hang bự mọi người, anh nói cái hang là cũng trọng rồi. Nó anh nó đụng nó về. Đụng rồi. Đó, anh đang thọc từ từ. Rồi, giờ dính. Hay quá. Dính một con nữa. Nó nằm trong sình này mà nó nung từ từ mọi người, nhưng cái tay mình nung chậm nó không có giọt. Bắt rất là đơn giản ha, còn không biết bắt ra đụng lịch bắt không có nắm dính đâu, tại vì nó trơn nhớt rồi mọi người, nó trơn đụng tay mình nó cơn méo nó cũng đi à. Ngố nào chứ lịch ở dưới đất này với lịch khô lịch nào dễ bắt. Đơn giản thôi, lịch nào dễ bắt. Cái này nhất nhiều hơn mà sao dễ hơn. Một khi nó nằm trong hang á mọi người, nằm đất dẻo dẻo á, cái thục hai đầu nên là cái nằm trên giữa là đụng nó là đất hơi đất nó hơi dẻo dẻo, nó trẻ không được á là mình bắt dính, còn mà đất trẻ được á là nó nhập tay theo tình huống á, chọn trẻ được nó đi lúc tốt luôn. Ba ông gặp hang, gặp ba hai hang, anh Hai thường gặp anh hang, bên ba Bính với Nam Phong gặp anh hang. Đụng cái gì vậy? Trời đó sâu dữ luôn trời. Trời đó lầy, xin lầy. Đụng rồi. Bự không? Con cái con này chắc bự nè. Dạ thật luôn nè, có rồi. Cảm là toàn ten thế bờ. Không chạy luôn. Mới đạp một hàng mà hàng nhỏ quá. Nhỏ quá, nằm mình bỏ luôn. Đạp. Cái sình này lầy quá, không chua đạp, cũng dính cũng chua lắm. Cũng nhiều rồi. Rồi Nam Phong dính nữa, dính nào Nam Phong? Con bự chà bá lửa luôn, hên quá. Nãy giờ Nam Phong, bữa nay Nam Phong hên quá, Nam Phong bắt nhiều lịch, dính liên tục luôn. Lát Nam Phong dính hai con, lát mà Thương dính con, ở Bính dính con làm liên tiếp luôn, hồi cũng đầy can luôn. Bữa nay trúng hơn một bữa, thục với đầm lầy, sình nó hơi nhiều. Thục lịch bự không trà bá lửa, chút chín mà con cái thục hay bị trẻ, con đừng trẻ nãy giờ nhóc luôn. Tới đầu bờ là quay lại rồi nè, tới đầu bờ này quay lại, nó sạch đó không ba ơi. Cái dính liền chỗ sụt thịt khối luôn. Rồi đi mấy anh em đi về mọi người, nãy giờ cũng nhiều dữ rồi, lát về đổ thành quả cho mọi người xem. Bữa nay là chắc có thể là nhiều hơn mỗi bữa, dữ lắm luôn. Sao Nam cha đụng dính rồi, dính ô Nam lạng là dính con, lạng là dính con. Bữa nay thương là đụng này đụng nè, ô dính hai con liên tiếp luôn. Lai gai làm hoài luôn, làm hồi đầy can nè, bụng dữ mọi người, có khoảng 2 ký mấy 3 ký rồi. Thôi chuẩn bị thục về dài về.
nữa, dính nữa. Ồ, hai ba con liên tiếp luôn. Sướng nghe, quay cái đường về nhưng mà dừng về trời mọi người, trời trắng trắng nằm dưới. Nhìn trái nè. Năm mọi người giờ dính hai ba con liên tiếp dính hai. Đã. Năm dính ba gặp cái hang bị phục dính không mày. Nằm trúng với sình sao? Mâu như ra rồi. Không hay lắm, đụng con lịch nó không biết liền. Đụng con lịch rồi có cảm giác là đụng nó chân trơn cứng cứng sao đó. Nằm nó nằm trong sình đó nha. Rồi hang này chắc xong quá. Không dính rồi. Rồi năm dính ba tiếp tục gặp hang mới mọi người. Trên đường đi về mà gặp hang hoài luôn. Cái mẫu này nhờ cái sình lầy hang con cành 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 không. Gặp hang là lụm là dính là con bự bự không biết sao đây đây chắc hơi chua ăn quá mọi người. Ba bánh đụng rồi, ba bánh đụng rồi, thế nào cũng bự nè, trọng lịch nè, đó cũng là ba cốc á. Ủa xì tới này luôn à, năm năm gặp hang mới luôn, gặp bên sở thích của mình là hai người đang chặn cái hang này. Ba bắt chính con lịch đây rồi, năm đi chặt bên gặp thêm cái hang đạp lên cái nó xì nước lên đó mọi người mới biết hang. Chứ bây giờ cái mặt sình nó liền do luôn, không có thấy hang đâu. Ngày thường thịnh thục đặng dính luôn nó không lên thì đặng được dính mà không lên dữ gì. Ông dính lịch mà ông nói dên dên có thế. Ok. Vẫn còn thuộc cái hang này nghe, tại vì nó xịt tùm lum hết trơn, xịt nước nó xịt xung quanh nó luôn. Quay theo đổi cái hang này còn cảnh chăm chăm luôn à, không có ba dính vậy đâu, nhỏ thì cũng nhỏ cũng dính vậy đó rồi dính nữa ba anh dính. Còn năm anh đang xử lý cái hang này. Ô sao nó xịt tùm lum thế vậy, thế nè 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 cũng cả lịch đó mà sao nó hang nó rộng dữ vậy, nó xịt le luôn. Ba lại tiếp luôn cái hang này, chỗ này đất cũng cứng, nó hơi cứng hơn mấy con kia dễ bắt mà không biết có lịch không không đó thấy tình trạng này chắc đây hiu. Rồi cái hang này tự nhiên là không nó sạch tầm lâm cho mà hai anh bắt không dính luôn. Ông ba mến chặt bên thọc cái hang bên này không biết sao. Về gần tới chậu rồi mọi người. Hai đặt dính đây vậy. Mến dính đó hả? Hai dính rồi kìa, con lịch bự luôn rồi. Đó. Mấy anh em thọc cũng cút một lần về tới chậu rồi mọi người. Con hay con mấy cũng nghĩ rồi. Đây, cho bá lửa đây. Này cho mấy cái hang qua thuộc ở đây và bấy nhảy chơi mà cũng còn hang nhóc chân trời. Đây mà con đó có ba cốc mọi người. Trong đất. Đã trong đất khó tìm lắm mọi người. Năm nãy giờ nó xịt xịt lên nó hang nhỏ xíu mà. Ừ. Mọi người. Nè qua tới đây luôn nè. Có năm thùng hang này nãy giờ xịt đít rồi. Quần dài lắm. Ô. Xịt tới này luôn nè. Qua bên kia luôn kìa. Chà chà rộng quá, cái hang nó rộng quá, từ mấy đó mà dài tới này 3 mét luôn. Đây coi. Ủa năm năm ôi xài tùm lum ngắt hết trơn. Ủa thì lúc lần kia luôn kìa. Quá mà nơi nào chặn chắc biết dính không đây. Quá trời mọi người, nó xài tùm lum ngắt, cái hang này rộng quá. Đang ăn tè đây hột me chưa biết nhiêu ngắt luôn. Ủa con Minh đặng dính hả? À? Dính ngầu, dính con bự à. Dính mà Minh. Quá trời con bự luôn. Ồ, con Năm đụng nữa. Dính luôn. Hai con liên tiếp. Ồ, đã quá. Anh em lần về tới chọi rồi. Con này thục dính kịch liệt luôn. Ôi, quá đã. Nãy hai thương vừa dính cũng rồi, bây giờ tới hang này dính nữa. Quá.
đi trên nãy chỗ này qua thục rồi, bữa nay thục lại cũng dính dữ. Đây thục bây giờ đây. Đó. 3 ký lên rồi, đóng luôn. Còn cái đồ luôn. Còn nhóc luôn kìa. Rồi ký. Con cam nè. Có hả? Còn. Hết chưa? Còn. Trên 3 ký luôn nha mọi người. 3 ký luôn rồi. Quá xá luôn. Luôn bánh khơi nữa rồi. À, mình mang gọi mình chừa lại nhiêu không? Chừa lại có 1 ký mấy 2 ký luôn. Tất cả 2 ký thôi. Rồi lịch mình làm xong rồi. Sơ chế rồi, đó. Con bành bành không? Tại bắt lửa á. Con này, cái này chắc hơn 1 ký xa lắm. Cỡ 1 ký 6, 1 ký 7. Ở ngoài chắc cỡ 2 ký. Tổng cộng có 3 ký à, 3 ký mấy. Trời ơi, nghèo thì không có cái đồ nhắc, không có đồ bỏ luôn. Giữa ngoài đồng anh Hai đang lục bần không? Bốn trái là đủ chua à? Đủ chua à? Chua lắm, bốn trái là dữ lắm. Còn chín không à, bốn trái là chua dữ lắm. Đúng rồi, trái chín nó phải ngọt chứ sao nó chua thôi. Chua mà chua ngọt, nó không ngọt à. Còn cái trái sống đó, nó chua mà nó chua chát. Thành ra nó ngon hơn me chứ đó hả? Ờ, cái hậu đó, nó chua mà. Thật ra đang cháy nha. Không đưa cái chả. Rồi, nó cũng đang cho. Ta kêu đưa chả rồi đó. Trời ơi. Rồi họ cũng phải đưa lại à. Biết rồi. Ông nhớ hỏi ông đừng cái kia đưa. Mình với Nam Phong rồi đang sắc xả với lọt của hành. Mình sắc xả nè, gắp mình kéo luôn không có gì mầm hết trơn. Lọt của hành là bên kia. Đây chuẩn bị sao sao đổ nào mới còn lắm bỏ xả sống. Thôi bỏ xả, bỏ xả đâu, bỏ hết cái đó vô đi. Bỏ xả hết vô đi. Ở cái trong cái cây muối trong cái vỏ đó. Bỏ xả. Bỏ xả vô luôn. Đây mình chỉ xào thử mùi thôi, còn lát mình để xả nóng vô đó. Cái này xào lại đâu, bỏ lại chưa? Bỏ chứ. Rồi xuống xong rồi. Lật xăng rồi ha. Cho nước lẩu vô. Cái kia đi. Nó ở bên vợ. Rồi, lật chờ sôi nha. Chừng hết da gì ra không nội. Ừ, ra mới. Mình ra mới à. Bây giờ xài bình ra mới. Nấu nước vô rồi, tự nó xấu chứ. Ồ, tỉnh luôn rồi. Dở gì dở hoài. Xôi đi. Được chưa? Rồi đưa rồi. Có kêu chưa? Nè. Cái chảo canh chua đã sôi nha mọi người ơi. Anh Hai chở. Quá trời là được. Chở không nổi luôn. Chở không nổi luôn. Chả cơm này đã đang xì hơi lên nè. Có hơi gì đó mọi người. Nấu chi quá trời ăn không luôn. Ăn không còn hết. Đây là gia vị củ hành, ngò gai, cần cào, ớt xả. Còn đóng ớt ngoài, nó không nè ăn ớt chỉ lắm mọi người. Cái đó là lát bỏ trên mặt. Lát bỏ trên cho mặt. Nó có màu mè. Đây là Hai đang mình nếm. Bỏ đường bột ngọt. Gia vị xong rồi còn cái rau củ quả nằm ngoài. Củ quả còn đây nè. Đó. Thành bảo mình. Rồi, nồi cơm bắt đầu. Cơm bắt đầu chín nè. Chín đây. Để miếng nước mắm cho nó thơm nha. Rồi, đây là. Rồi. Bỏ hết luôn. Rồi ra con cào. Bỏ nhiều món lắm mọi người. Ra con cào nè, đó. Thêm món nữa. À, ngò gai. Ngò gai. Đó, đủ luôn. Chắc chèo. Khác rồi. Còn củ hành nữa. Còn củ hành. Kể nó bay mùi nó mới được. Vừa bay mùi hạ được đó. Đủ gia vị mới ngon, phải nó nấu cổ cũng vậy, đủ gia vị là nó ngon. Rồi rửa chén. À. Đây còn lịch luôn, quá đã luôn rồi. Ok nó to luôn nè, đó. Trời ơi, con lịch nó ngon. Nó thòn đã luôn. Rồi nên bắt đầu anh gấp lịch ra cho nó trống trống bớt con nhúng rau. Đây, đóng luôn. Chút
vô gừng, vô tập tàng, vô muống, vô ngổ, đọt nhãn lồng gì tùm lum. Nhãn lồng còn gọi là đọt tùm bao. Cái phần hết từ đây lắc này nó một cái trên ha, nó năm này. Một trời. Rồi đây bên đây thì nồi cơm xong luôn. Rồi mấy anh em ăn cơm mọi người. Đâu có dữ lắm rồi. Bỏ rau vô, bỏ dọn bên góc đi. Hồi nó cũng chín rồi. Thử coi. Thử rồi, thử nó ngon cả nào. Ngon bằng là vợ nấu không? Chắc vợ chịu không nổi luôn. Này bộ đủ gia vị luôn, ở giữa cánh đồng mà đủ gia vị luôn. Sao? Quá trời ngon, thử coi. Nước trước là nó ngon, là cái nó mới ngon. Quá trời, cực kỳ ngon trời. Thơm hay bằng nó thơm ghê. Ừ. Nên em bữa nay mà mỏi mệt đó, ăn cơm không mọi người, không uống rượu. Mà mồi bén luôn rồi, không uống luôn. Vậy chắc đau bụng quá. Một chảo trà bá lửa, lịch ở ngoài hết hồn. Rồi mọi người gấp lên đây, mời mọi người dùng chung đây. Nó tươi không? Mầm chậm đi. Ừ, chậm, nửa con rồi hả? Phá rồi nè. Dưa. Rồi. Thôi, mời mọi người cả nhà ăn cơm. Cả nhà ăn cơm. Cơm canh chua lịch. Chua lịch với mấy anh em. Canh chua lịch nấu với bằng. Chơi nguyên con không à nè, là mình là ăn nguyên con luôn. Ăn dĩ mấy phế. Phải cho nhiều vô. Quá ngon. Này thì dễ thì ngon. Lạch thì thục rất là cực luôn. Nhưng mà lên làm ăn rất là ngon. Rồi, mời mọi người nha. Quá trời là kinh du lịch nè mọi người ơi. Ở đây anh em ăn là phải ăn nguyên con, bắt ăn nguyên con không mọi người, chứ không ăn nửa con. Ăn nguyên con vậy đó là phải được không? Thục mấy tiếng hồ lên là phải để thưởng thức thành quả. Quá để chơi được cái đuôi ăn cứng bụng luôn. Rồi mấy anh em bây giờ ăn thôi mọi người nè. Cực hết kỳ ngon về. Rồi đặt cho con mấy con, anh hai viên đồ cơm anh hai. Hết đồ cơm. Hết cơm luôn. Bánh đồ cơm luôn. Đúng rồi. Chứ sao hết cơm không? Bể đồ cơm. Đủ lắm mà không hết rồi. Rồi bây giờ anh em còn nhiêu lịch á, không lãng phí không mọi người. Gán ăn cho hết luôn. Ăn cho hết. Gán. Ngon dữ lắm mà phải gán. Bữa nay chắc không tiêu quá. Bữa nay không có uống rượu mọi người. Thì mình cũng cực khổ dữ lắm mới bắt được nó mà nấu như thế này phải ăn cho hết chứ không có bỏ phí được. Dạ, đỡ. Mất tiền mất hết bỏ gì. Mà mình có không có phân nữa đâu mọi người. Không có phân nữa. Bữa nào ba anh em thục hai, bữa nay thục nhiều, bữa nay thục 3 ký mấy. Bữa nay quá trời luôn, lựa lên mấy anh lựa lịch bự ăn không rồi, còn lịch giòn giòn bỏ lại. Bỏ lại chắc mơi chắc phơi khô hay làm gì. Trời mưa này phơi khô vậy phải không? Quá. Em chia ừ. Cho anh em gửi về con về nhà. Dạ, yeah. Rồi chia cho anh em về ăn mọi người. Ở video cũng dài, mình xin tạm dừng tại đây mọi người. Mọi người thấy thích thì nhớ cho anh mấy anh em xin một like, một ký, một bình luận góp ý nha. Hẹn mọi người gặp lại clip sau, xin bye bye nha. Bye bye.